Xin chào các bác. Hôm nay Quang Lâm mời các bác cùng trên tay một chiếc đồng hồ của Citizen Nhật nội địa. Chiếc này tên là Citizen Eco-Drive Perpetual Calendar. Mã của nó là bl 53 e Thì uh, xin mời các bác cùng em bóc hộp. Bóc hộp chiếc này thì chúng ta sẽ thấy là em này còn full box anh em nhé. Hàng uh, đã qua sử dụng lướt siêu đẹp và còn nguyên uh, hộp sổ thẻ các thứ. Đây chúng ta sẽ có ở đây là mấy cái mắt thừa hai cái ở đây là chúng ta có một cái Tolia Sky sổ của Citizen tức là cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật còn thông tin thêm thì các bác có thể vào website Citizen gp để chúng ta có thể tìm hiểu thêm còn đây là cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật và bằng tiếng Anh cho chúng ta uh, sử dụng và bảo quản chiếc đồng hồ này nó được lâu đó thì đây là các cái linh tinh đi kèm cùng với lại chiếc đồng hồ. Còn đây là chiếc đồng hồ chính của anh em mình ngày hôm nay ở đây. Chiếc này thì nó là hàng lướt đã qua sử dụng nhưng mà đẹp lắm anh em ạ. Còn đẹp như mới luôn. Hầu như không có một tí xước nào luôn. Ấy. Các bác chờ một tí để em vặn cái này Ui bà, cái gì đây Chiếc này thì nó phù hợp cho anh em nào mà đang tìm một chiếc đồng hồ của Citizen Nhật nội địa size 40. Kính khoáng cứng chống xước, máy pin Eco Drive không bao giờ phải thay pin. Thì giá tầm 4 5 triệu thì xin mời các bác cùng em đi sâu kỹ hơn về chiếc này nhé. Sai mặt đường kính của em nó là 40mm không tính núm. Độ dày là 10,2mm. Lắc tu lắc của nó là 46 Độ động dây của cái này là 20 Và chóp dây ở dưới này là 2, là 18 nếu mà chúng ta thay dây ra Với sai mặt đường kính là 40 thì nó sẽ hợp với lại anh em tay chu vi 16 trở lên Là anh em có thể đeo được chiếc này rồi Tức là tay vừa và to không, tay này thì tay vừa rồi, tay vừa vừa đeo thì đẹp. Em này thì được uh, Citizen trang bị kính khoáng cứng chống xước anh em nhé. Chiếc này nó là cái dòng uh, lịch vạn niên đây anh em ạ. Tức là cái pin thì pin Eco-Drive còn lịch là lịch vạn niên, Các perpetual calendar là lịch vạn niên. Chiếc này thì hàng uh, qua sử dụng siêu lướt Độ mới còn khoảng trăm đẹp như mới luôn anh em ạ. Thân vỏ thì không hề có xước. Đây cái những cái này nó là cái vân tay mình chưa lau kỹ thôi. Đó, lau hết luôn. Dây cũng không có xước. Mặt kính khoáng cứng chống xước của Citizen. Về mặt thiết kế của chiếc này thì anh em sẽ thấy là ở góc uh, 12 giờ thì họ có cho chúng ta đây là một chiếc uh, một cái logo của Citizen này. Chữ EcoDrive ở dưới EcoDrive nó là cái công nghệ sử dụng ánh sáng để làm điện năng Duy trì hoạt động cho chiếc đồng hồ Và chúng ta không bao giờ phải thay pin Không bao giờ phải nghĩ đến chuyện đi thay pin, thay béo gì cả Ở góc uh, 2 giờ đây thì chúng ta có một cái sắp đều chỉ uh, lịch thứ Monday, Tuesday, Sunday đấy Thế còn cái uh, này nó là cái gì ấy? em cũng không rõ Bác nào về tìm hiểu thêm nhé Góc 4 giờ thì chúng ta có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày. Góc 5 giờ thì chúng ta có chữ Perpetual Calendar là cái lịch vạn niên, tức là cái đồng hồ này là đồng hồ lịch vạn niên. Tức là cả trăm năm chúng ta cũng không cần phải chỉnh lịch, nó cứ thế nó chạy thôi. Water Resistant là 100M, chống nước 100M. Thế còn đây là cái các cái chế độ thời gian tính giờ, đây đồng hồ tính giờ mà. Em cũng ch chưa hiểu cái kiểu sử dụng của cái này là kiểu gì nữa Bắt đầu về thì tự tìm tòi cái cách sử dụng của nó nha các bác nhé Chỉnh cái lịch vạn niên này khó lắm đấy Các bác nếu mà dùng không quen thì chúng ta nên mang ra cho các bác thợ ở Họ chuyên nghiệp thì họ sẽ chỉnh cho nó chuẩn hơn Chỗ này nó là cái phân tay thế còn góc uh, 10 giờ thì anh em ta có cái giờ GMT tức là giờ ngày và giờ đêm đấy. Còn mà mấy bộ cọc số thì người ta làm rất là nhỏ. Ở ngoài này thì chúng ta có các cái tháng, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Rồi uh, ở trong thì nó có các cái cọc số Arabic là chỉ phút. Tức là nó là lịch vạn niên nên nó cần cả có cả tháng nữa. Thế chỉnh cái này uh, tương đối là phức tạp đấy, bác nào mà dùng cái này thì các bác có thể mang ra thợ người ta chỉnh lại thứ ngày cho các bác cho chuẩn sau đó thì mình cứ thế mình đeo thôi chả bao giờ phải chỉnh chọt gì nữa đó. bộ kim thì uh, kim giờ kim phút thì họ có làm uh, tương đối là to bản mạ vàng pvd kim dây thì ở cuối họ có một cái hình tròn đính ở cuối cái này thì chúng ta cứ chỉ đeo thôi chứ còn ánh sáng thì ánh sáng nhân tạo cũng được hoặc là ánh sáng đèn điện cũng được hoặc là ánh sáng tự nhiên ở ngoài trời ấy là đều được hết nó cũng tích tụ qua các cái panel thu lượm ánh sáng ở trên cái mặt đều này và nó chuyển bị thành điện năng ở bên đây thì chúng ta có ba cái núm có một cái núm ở giữa là có mạ vàng pvd có cái núm mấy cái núm này là để tính giờ không biết là À, không phải là để tính giờ mà để chỉnh, xin lỗi để chỉnh chứ không phải để tính giờ đâu ạ. Cái này thì nút để chuyển cả chế độ. Về phần máy thì trước này sử dụng máy pin Caliber E870, Pin EcoDry tức là cái này nó không phải thay pin, EcoDry này nó sẽ hoạt uh, sử dụng công nghệ EcoDrive là cái công nghệ uh, tiên tiến nhất của Citizen hiện nay và công nghệ này nó tự động nạp năng lượng nhờ cái quá trình nó hấp thụ ánh sáng nguồn năng lượng ánh sáng ở đây là thiên nhiên và ánh sáng nhân tạo đều được tức là ánh sáng mặt trời hoặc là đèn điện đèn pin của chúng ta đều hết được hết nó hấp thụ qua các cái mặt kính và mặt số của đồng hồ sau đó thì nó chuyển hóa thành năng lượng và cái năng lượng đó sẽ được lưu trữ tại một cái bộ phận tích trữ năng lượng ở bên trong đồng hồ. Chúng ta gọi là pin tích trữ. Thì nó sẽ sử dụng cái điện năng đó để duy trì hoạt động cho chiếc đồng hồ của chúng ta. Nói chung chúng ta không bao giờ phải thay pin. Trong tiếng Nhật họ ghi ở trong cái hướng dẫn sử dụng của cái này là Denchi Kokang Fuyo. Có nghĩa là không bao giờ chúng ta cần phải thay pin. Về khả năng chống nước của chiếc này thì nó là chống nước 100m cho chúng ta đi mưa rửa tay, tắm giặt, bơi lội lặn vùng sông nước là ok vùng vẫy được các bác nhé chỉ có là tránh chơi các cái môn thể thao mạnh ở dưới nước thì chúng ta không đeo cái đồng hồ này thế thôi chứ còn bơi lội bình thường thì ok ở thông số mặt sau thì chúng ta sẽ thấy họ ghi đầy đủ các thông số này Citizen Eco Drive này E870 là tên bộ máy Eco Drive của chiếc này Citizen Watch Company này uh, Water Resistance là 100m này japan movement này máy đồng hồ của nhật này case in china này tức là cái này được đóng lắp ráp tại nhà máy của citizen tại trung quốc anh em nhé sau đó thì họ sẽ nhật nhập ngược lại thị trường nhật nội địa và được bán tại thị trường nhật nội địa luôn vỏ của em này thì nó là chất liệu thép không dỉ cao cấp trên chế tác đồng hồ của nhật cho chúng ta khả năng chống dỉ xét, chống sức giam, chống oxy hóa, chống ăn mòn axit và khả năng kháng từ nữa. Về phần dây thì dây ở đây chúng ta có dây được làm bằng thép đúc đặc. Có năm chỉ, có hai chỉ, ba chỉ là được làm phay xước và hai chỉ giữa là họ làm mạ vàng PVD để mi vàng anh em nhé. Khóa thì ở đây họ sẽ có cái dạng khóa bấm như thế này và khi chúng ta mở ra chúng ta sẽ bấm vào đây nó chỉ có một tí xước ở chỗ cái khóa cài này thôi không đáng kể anh em nhé trên khóa thì có logo của Citizen Đó. bác nào mà thích công nghệ thích những cái gì là hiện đại nhất hiện nay thì các bác có thể sử dụng những cái bộ máy này cũng được bác nào mà chơi đồng hồ cơ quen là cứ phải vặn cót các thứ chán chán rồi thì các bác chơi đồng hồ pin này thì cũng hợp lý luôn với độ chính xác của dòng này thì nó là chính xác, xác gần như tuyệt đối, chính xác hơn cả đồng hồ pin thường. Với độ sai số khoảng cộng trừ 15 giây một tháng, tức là khoảng 0,5 giây mỗi ngày. Như thế là coi như là chính xác gần như tuyệt đối rồi. Đó. Trước này thì giá mới của nó thì loanh quanh khoảng 8 triệu rưỡi đến 9 triệu giá mới. Thế còn anh em nào mà thích những chiếc hàng lướt như thế này, bên em cũng bảo hành 2 năm cho các bác. Thì có giá là 4 triệu 250 nghìn cho chiếc này anh em nhé. Full box đầy đủ. Đầy đủ hộp cả. Đây hộp của nó đây. Tay em là 16.5 đeo cái này thì vừa khít luôn. Đó tay tầm 16-17 các bác đeo cái này là ok nhé hàng thì còn mới 98 99% hầu như không có xước một tí nào luôn bác nào mà quan tâm chiếc này thì hãy click vào đường link em để phía dưới của video hoặc truy cập vào website đồng hồ quang lâm.com và các bác có thể liên hệ với số điện thoại của em là 0834 69 6699 em có sử dụng zalo hoặc có thể gọi điện các bác nhé cái này thì em chỉ có một chiếc thôi mà bác nào mua sau mà tạm thời không có thì các bác săn những lô tiếp theo À, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video đến đây và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của đồng hồ quang lâm